thành lập ra mắt tập một series Một Nén Nhang Mùa Năm. Sau 4 mùa nhận được sự ủng hộ và mong đợi của khán giả thì không giờ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Quỳnh Lập chính thức tung tập 1 của mùa năm series Một Nén Nhang khai thác câu chuyện về Mộ Linh Nhi đến với khán giả. Series Một Nén Nhang có thể được xem là một trong những series mang đậm dấu ấn cá nhân nhất của Quỳnh Lập và gắn liền với tên tuổi của anh rất mật thiết, bởi gần như chỉ có duy nhất Quỳnh Lập theo đuổi thể loại nội dung này một cách kiên trì và lâu dài đến thế ở showbiz Việt. Thể loại nội dung kinh dị, tâm linh thực chất rất phổ biến trong điện ảnh, truyền hình, sân khấu, nhưng lại rất hiếm người chịu chơi kể chuyện ma cho khán giả nghe vào lúc nửa đêm trên YouTube như Quỳnh Lập. Chính vì vậy mà mỗi tập chuyện ma trong series Một Nén Nhang khi ra mắt đều thu hút sự quan tâm, tò mò của đông đảo khán giả. Rất nhiều người hâm mộ thường xuyên thức đêm để canh giờ ra mắt của Một Nén Nhang và giúp cho series này ngày càng được nhiều khán giả yêu thích hơn. Ở series Một Nén Nhang trở lại năm nay, Quỳnh Lập đã quyết định thay đổi hẳn format cũ của Một Nén Nhang. Thay vì số lượng 5 tập, mỗi tập một câu chuyện tượng trưng cho thời gian kể là một nén nhang như các mùa trước, lần này Quỳnh Lập quyết định kể một câu chuyện dài đến 5 nén nhang. Hứa hẹn chất lượng của yếu tố kinh dị và ma mị trong câu chuyện lần này cũng vì vậy mà tăng gấp 5 lần. Với bản thân Quỳnh Lập, đây là một thay đổi mới mẻ giúp anh refresh được series Một Nén Nhang trong lòng khán giả, tránh cảm giác nhàm chán, cũ kỹ, nhưng đồng thời nó cũng là một thử thách mà Quỳnh Lập tự đặt ra cho bản thân mình. Chỉ kể một câu chuyện trong một mùa, nghĩa là câu chuyện đó phải thực sự ấn tượng, nội dung của nó sẽ quyết định sự sống còn của mùa năm lần này. Nên tôi đã phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, cân nhắc, tính toán rất cẩn thận trước khi lựa chọn câu chuyện nào để kể. Đó phải là một câu chuyện pha trộn được nhiều yếu tố tâm linh, gây cảm giác rùng rợn, sợ hãi nhưng vẫn phải có đất để lồng ghép các thông điệp ý nghĩa cho đông đảo khán giả, Quỳnh Lập cho biết. Và câu chuyện lần này được Quỳnh Lập chọn là Mộ Linh Nhi, một chủ đề nghe tưởng như quen thuộc với các khán giả của Quỳnh Lập, nhưng kỳ thực lại có rất nhiều yếu tố mới mẻ, độc đáo chờ đón khán giả trong từng tình tiết liên tục diễn ra qua từng tập. Vì là một câu chuyện dài 5 tập, nên các chi tiết móc và treo giữa các tập cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy sự tò mò của người xem và khiến khán giả phải trông đợi đến 12 giờ đêm hàng tuần để xem. Những câu chuyện về Vong Nhi chưa bao giờ là cũ, chưa bao giờ hết giá trị và chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng của những ai đang hướng về cái chân thiện mỹ. Và trở lại với Một Nén Nhang phần này, Quỳnh Lập tiếp tục kể cho mọi người nghe về câu chuyện dài tập về chủ đề những linh hồn em bé. Để hiểu hơn về chủ đề này, trước đó nam đạo diễn đã đến gặp cô Hương, người phụ nữ chôn hơn 50.000 thai nhi bị bỏ tại Kiên Giang để tìm nguồn cảm hứng kể chuyện. Trong cuộc gặp gỡ này, Quỳnh Lập được nghe cô Hương kể về quá trình tìm kiếm thai nhi bị phá bỏ. Anh lấy cảm hứng từ nhân vật có thật và sáng tạo thêm nhiều tình tiết, nhiều nhân vật khác để câu chuyện kịch tính, gay cấn và thu hút hơn. Đó là cuộc hành trình của cô Hạnh, từ một người bình thường dành dần bước chân sâu vào thế giới tâm linh đầy nỗi oan khuất và đau khổ của những đứa trẻ không được may mắn và không được chào đời. Trong một lần đưa người bạn thân của mình đến khám để khám thai, cô Hạnh vô tình chứng kiến cảnh phá thai của một người phụ nữ không may mắn bị người yêu chối bỏ. Tận mắt nhìn thấy cảnh phá thai khi em bé đã lớn hơn 6 tháng ở trong bụng, cô Hạnh đường như chết đứng với những gì mắt mình thấy được. Không biết điều gì thôi thúc trong cô quyết định bàn với người bạn thân của mình tìm xác bỏ rơi của em bé mang về nhà mình chôn cất cho chu đáo. Từ lần đầu ấy, cô Hạnh sợ hãi, lo lắng không biết hành động của mình có đúng không, nhưng lại có điều gì thôi thúc khiến cô phải cưu mang nhiều đứa trẻ khác hơn nữa. Xin số điện thoại của phòng khám thai, cô Hạnh vừa không mong nhận được cuộc điện thoại của phòng khám vì hy vọng sẽ không có đứa trẻ nào bị phá bỏ. Nhưng đồng thời, cô cũng bồn chồn, trông đợi cuộc gọi vì sợ lỡ có em bé bị phá bỏ mà phòng khám họ không gọi để cô mang các bé về thì các bé sẽ bị đem bỏ thành rác thải y tế. Một em bé rồi đến hai, ba em bé, cô Hạnh bị chồng là chú Đức biết chuyện và chú quyết định thuê người đến bốc mộ. Lo lắng cho hành động bất ngờ và kỳ lạ của vợ, chú Đức và cô Hạnh bắt đầu xảy ra mâu thuẫn vì câu chuyện cưu mang xác thai nhi của người phụ nữ tội nghiệp này. Đặc biệt hơn, Một Nén Nhang Mùa Năm lần này cũng được Quỳnh Lập chi mạnh tay trong khâu đầu tư, dàn dựng. Lần này, anh xét cắp cả ekip minh họa cho câu chuyện Mộ Linh Nhi với bối cảnh ngoài đời thực, chứ không chỉ ở trong phim trường. Điều này sẽ khiến cho cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao trào tốt hơn, và người hâm mộ của nam nghệ sĩ sẽ có được một mùa Một Nén Nhang thỏa mãn trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Và hành trình đi cưu mang xác thai nhi của cô Hạnh dù mới ở tập 1 nhưng khiến khán giả đau lòng, thắt dạ. Họ đau xót với số phận quá ngắn của các em bé xấu số và thắt lòng với những hình ảnh mà Quỳnh Lập khéo léo truyền tải kèm theo những thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Quỳnh Lập hy vọng những sự thay đổi mới mẻ này mà anh và ekip đầu tư thực hiện, Một Nén Nhang Mùa Năm sẽ không làm người xem thất vọng, tiếp tục đạt được hoặc thậm chí vượt qua những kỷ lục về lượt người xem mà các phần trước đạt được.